Hello, xin chào tất cả em. Nói chuyện là quay trở lại video của Hải Mã nha. Hôm nay giới thiệu em một con siêu phẩm, một con Stein 017C của Đức sản xuất em nha. Bên Germany, máy zin nguyên bản nha. Tất cả thì đều là zin trong máy hết về hết nha. Chưa có bung bổ máy gì. Làm xích cũng zin của Stein nha. Nó xích còn đầy 95% luôn. Làm vẫn là làm xích của Stein. Nó hơi trời sơn một chút thôi. Có xả áp này, có bơm, có tăng xích ngay. Tăng xích nhanh, phanh xích đầy đủ hết đây. Đó, tất cả đều có bọc Stein dập nổi hết em nhé. Đó, tất cả đều có bọc Stein hết, nói chung là tất cả mọi chỗ luôn nhé, từ A đến Z luôn đều có chữ Stein dập nổi hết, từ bộ tay thắng này, nắp xăng nắp nhớt này, tay nắm giật này, tay nắm giật này có đàn hồi nha em nhé, bọc Stein dập hết từ A đến Z, đây cầm tóc máy đều đầy đủ hết, nhưng là nguyên bản zin với nhà đấy nhá, bên trong nội thất như mới luôn, full zin đồ zin của GK7A nhé. Nội thất ngoại hình anh em thấy rất mới luôn. Đó. Rất đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0345 050399 nhá. Em bao zin cho em từ A đến Z hết luôn. Nó nhận hàng anh em kiểm tra hàng thoải mái nhá. Đó, cây này thì hàng đẹp, xuất sắc, bên em tặng kèm cho anh em đầy đủ phụ kiện. Rũa xích tim mở buji và tô vít chỉnh nhá. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 050399 để đặt hàng. Rồi sẽ test nổ cho anh em cái máy nha. Thì nòng 37 ly, trọng lượng là 5 kg, làm xích dài 40, từ chân ốc còn được 35, xích mini 91, xích xài chung cho các dòng 170 và 80, 250 đổ lại xài chung xích này nhá. Giá là 3,2 triệu, bao xích tận nhà, anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0349 để đặt hàng nha. Rồi xin chào tất cả anh em.